Chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người con xe thể thao Nhật Bản có cặp vành đèn rất đặc biệt. Đây là dòng xe Canover, thương hiệu Nhật nội địa. Xe thì có cấu tạo khung là hợp kim nhôm, càng xe bằng thép. Xe có xe ống đứng là 48 nên sẽ hợp với người dùng có chiều cao từ 1m65 trở lên. Bộ rút của xe là Shimano Tunay, gồm có 3 dĩa và 7 líp. Đi kèm theo đó là tay bấm xả microchip. Màu sơn của xe là màu sơn zin còn rất mới. Đặc trưng của xe là có cặp vành đèn nhôm bản to, vì thế xe đi rất trớn. Mọi chi tiết của xe đều đã được canh chỉnh tỉ mỉ mua về chi việc sử dụng. Dưới đây là video cụ thể từng bộ phận của xe. Mọi người muốn mua xe cứ liên hệ trực tiếp vào số điện thoại 0987 614 604. Nhớ đăng ký kênh YouTube Xe Đạp 10B để xem thêm nhiều mẫu xe thể thao Nhật Bản khác. Xe Đạp 10B chân thành cảm ơn.